quả đấy đây. Vỏ của nó màu đen này, ăn nó hơi chát chát, ăn vào cái vỏ nó hơi chua chua chát chát, và bên trong cái ruột của nó thơm mùi sữa nha mọi người nhá. Cây của anh banh 38, cây này banh của nó hơn 40 rồi nha anh nhá. Cây này banh của nó banh 45 nhá, và cao cây là 5 m. Cao cây là 5 m. Tán 3 m. Em quay gần phần vỏ của cây nho thân gỗ cho các bác mà các bác chưa nhìn thấy cây nho thân gỗ nào, chưa nhìn thấy cây nho thân gỗ bao giờ các bác biết này. Cây nho thân gỗ này nhà em là vanh của nó là vanh 45, vanh 45 50 nhá. Vanh 45 50 ạ. Vanh từ 45 đến 50. Đây vỏ đây ạ. Quay xung quanh gốc để làm gì vậy? Để trồng cây, để nuôi cây bạn ơi. Đây là cái phần bầu quay xung quanh này để mình cho đất thêm vào ấy. Cây này là cái cây nhập từ bên Trung Quốc về. Nhập từ bên Trung Quốc cây to về xong sau đó cho đất vào để mình dưỡng cây ấy. Mình dưỡng cây, mình nuôi cây thôi. Phần thân của nó là nếu mà em chỉ quay phần thân này không nhá. Nếu em chỉ quay cái phần thân này không. Nếu mà em chỉ quay cái phần thân này không, mọi người nhìn đây này. Mọi người nhìn thấy nó giống cây ổi không? Nó cái vỏ với cái phần thân của cây nho thân gỗ này giống y hệt cái phần vỏ và thân của cây ổi ở bên Việt Nam mình, giống y hệt phần thân cây ổi nhá. Cây này thì nguồn gốc từ đâu? Cây này có nguồn gốc là từ Brazil, nó xuất phát từ Brazil nhá. Từ Brazil, nhưng mà ở Việt Nam mình nếu nhập cây trực tiếp từ Brazil về thì rất là đắt. Nên là thường là sẽ bên Trung Quốc họ sẽ nhân giống với công nghệ trồng ở bên Trung Quốc nó rất là cao. Nên là mình thường là sẽ nhập những hàng cây nhập khẩu như này thì thường là sẽ nhập từ bên Trung Quốc về. Như cây này là bọn em nhập từ bên Trung Quốc về được 1 năm rồi, trồng thuần tại Việt Nam. Cái cây này bọn em trồng thuần tại Việt Nam hơn 1 năm rồi. Đây ạ, cái vỏ của nó nhá, vỏ nó như vỏ thân cây ổi luôn. Vỏ giống y hệt vỏ của thân cây ổi, và hình thức mà người ta nhân giống một cái nho thân gỗ này là người ta nhân giống theo hình thức là dâm cành, tức là gieo hạt đấy ạ. À quên, là theo hình thức là gieo hạt đấy ạ, chứ người ta không, cái hàng này thì lại không, thằng này khi mà về Việt Nam mình lại không dâm được cành. Mà bọn em ví dụ như cây này này, bọn em sẽ vặt quả, nuôi cái quả này này, nuôi cho quả nó chín. Nuôi cho quả chín thì bọn em sẽ bóc cái phần này ra, lấy cái hàng phần hạt, xong là lấy phần vỏ này với cả phần ruột của nó sẽ mang ra ngâm rượu. Thường là bọn em sẽ lấy cái phần vỏ và phần khi mà bọn em thu hoạch quả, bọn em trồng ấy, bọn thôi em thu hoạch quả nhá, thì sẽ lấy cái phần này, phần vỏ với phần ruột này mang ra ngâm rượu bán này. Không còn phần hạt là bọn em sẽ lấy lại cái phần hạt, xong mang lên vườn ươm để ươm ạ. Và phần cái hàng cây giống này thì bọn em đang bán cái hàng cây giống mà cao một gang tay này đang bán với giá là 35k một cây. 35k một cây. Đây, đầy quả luôn. Trồng thành một cây to này thì đầy quả luôn, mọi người không phải lo là trồng được bao giờ được một cân chùm quả. Hình thức nhân giống một cây nho thân gỗ này là sẽ theo hình thức là gieo hạt. Theo hình thức là gieo hạt nhé. Em quay cả cái cây cho mọi người xem này. Đấy. Hiện tại cây to như này, vườn em chỉ còn duy nhất một cây thôi, còn đâu đã bán hết rồi. Bán hết. Như cây này là bán rồi này, như cây đằng trước này này, là bán rồi này. Cây này bọn em đã bán với giá là 50 triệu rồi, bán 3 cây. 3 cây cho một khách người ta mua là 3 cây này với giá là 150 triệu. Ra lộc cho khách là 10 triệu. Khách mua 3 cây đấy ạ. Cây giống trồng 15 mới có quả à. Đối với dòng nho thân gỗ này, có cái dòng nho thân gỗ nho thân gỗ thường. Các bạn mua cây giống về trồng phải 10 năm sau nó mới có quả. Đấy là nho thân gỗ thường nhá. Nho thân gỗ thường nó là cái dòng mà nho thân gỗ mà chậm quả nhất. Nhưng ngược lại thì quả của nó ăn lại là được đánh giá là ngon nhất. Đấy là dòng nho thân gỗ thường. Còn dòng nho thân gỗ tứ quý lá lớn là nho thân gỗ tứ quý lá nhỏ. Và nho thân gỗ 12 vụ với dòng nho thân gỗ cẩm thạch thì các bạn chỉ trồng từ 3 đến 4 năm là các bạn là nó sẽ ra quả, nó sẽ nhanh quả hơn nhá. Chỉ có dòng nho thân gỗ từ quý chỉ có dòng nho thân gỗ thường là nó chậm quả nhất, phải 10 năm và hơn, thậm chí phải hơn 10 năm nó mới ra quả. Nên là bạn nào mà muốn trồng thử cái này ấy thì các bạn có thể mua từ cây choai. Cây choai cao cây khoảng tầm 1,5 m là nó bắt đầu nó bói quả rồi. Lát nữa mình sẽ quay cái phần những cái cây choai cho mọi người xem nhá. Cây choai tầm mua với giá bán lẻ nó khoảng 1,5 triệu một cây là nó đã ra quả rồi. 1,5 triệu một cây là nó ra quả rồi.
Còn hàng cây giống mà bạn nào mà không có điều kiện để mình mua cây trai, mình mua cây giống hoặc mình muốn làm kinh tế, mình muốn trồng cây giống ấy, thì các bạn có thể thử sức với dòng nho thân gỗ